Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa tạm giữ một người đàn ông liên quan đến việc sử dụng hung khí với vợ cũ và một người khác vào chiều ngày 14 tháng 4. Đối tượng là Nguyễn Xuân Trờ, sinh năm 1991, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4. Sau đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông nghi cầm hung khí tấn công hai phụ nữ diễn ra tại khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. Sự việc chấm dứt khi một nhân viên an ninh và một cô gái trẻ can ngăn, giúp các nạn nhân chạy thoát. Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ với hành động côn đồ của người đàn ông giữa khu đô thị. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.